cầm bay với hai hành khách có hành vi trộm cắp, chiếm giữ tài sản. Ngày 8 tháng 2, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã có quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với hai hành khách. Cụ thể, hai hành khách này là bà VTHM, địa chỉ thường trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, bà TTK, địa chỉ thường trú tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam do đã có hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật trong cảng hàng không, sân bay, trên máy bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thời hạn cấm vận chuyển là 12 tháng, từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo. Các hãng hàng không được yêu cầu không vận chuyển hai hành khách này trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam trong thời gian bị cấm bay.